Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Vào ngày 4 tháng 8 tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc, một người đàn ông họ Đồ đã khiến toàn bộ hành khách có mặt tại đây náo loạn. Cụ thể, anh Đồ đến sân bay với một chiếc vali cùng với một chiếc lá khổng lồ cao tới 1m2 trên tay. Sau khi ký gửi hành lý, anh Đồ tiếp tục ôm khư khư chiếc lá đi dạo khắp sân bay trong lúc chờ lên máy bay. Không những giữ chặt chiếc lá, chàng trai còn tỏ ra vô cùng nâng niu nó như một món đồ quý giá. Mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc với hành động có phần kỳ lạ này của anh Đồ. Khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh, anh Đồ vẫn tiếp tục cầm theo chiếc lá. Theo chia sẻ của nhân viên sân bay, anh Đồ đã mua vé máy bay riêng cho chiếc lá của mình. Họ cũng đã kiểm tra chiếc lá rất kỹ trước khi anh Đồ mang nó lên máy bay. Thế vậy, nhiều người đã mỉa mai anh Đồ là kẻ gan dở khi sẵn sàng chi một số tiền để mua vé máy bay chỉ cho một chiếc lá, rồi lại nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thứ đó. Một vài người đã quay lại cảnh anh Đồ đi lang thang trong sân bay với chiếc lá trên tay và chia sẻ lên mạng xã hội. Thậm chí ai đó còn góp ý thẳng với anh Đồ rằng việc anh đang làm thực sự rất nực cười. Thế vậy, anh Đồ liền đứng giữa sân bay và tuyên bố: "Chiếc lá này là của một người bạn đã tặng cho tôi. Anh ấy biết tôi là một người rất đam mê chơi kiển lá, đặc biệt là những giống cây quý hiếm. Khi tôi đến chơi, anh ấy đã cắt chiếc lá này để làm quà kỷ niệm cho tôi. Tôi yêu quý nó nên mới dành thời gian và tiền bạc để mang nó về nhà. Điều này có gì là sai, bởi đó là tiền của tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn, miễn là không ảnh hưởng tới ai." Sau khi nghe những lời này, cả phi trường lập tức im ắng, ai nấy đều cảm thấy những lời này thật có lý. Vì thế những lời xì xào, bàn tán về anh Đồ đã chấm dứt. Một vài cư dân mạng đã để lại bình luận bên dưới các đoạn video chia sẻ về anh Đồ rằng chiếc lá mà chàng trai cầm thực sự là một loại cây cực kỳ quý hiếm. Nó là cây Anthurium vetae, vua của các loài hồng môn. Giá một chiếc lá của loại cây này có thể lên tới 50.000 cho tới 100.000 nhân dân tệ, từ 165 triệu đồng cho tới hơn 330 triệu đồng. Thậm chí có lá còn lên tới cả tỷ đồng. Sau khi biết được thông tin này, mọi người càng thêm trầm trồ trước niềm đam mê tốn kém của chàng trai họ Đồ nọ. Cây Anthurium vetae có gì đặc biệt mà giá một chiếc lá của nó lại đắt đỏ như vậy? Cây Anthurium vetae còn được biết đến với tên gọi King Anthurium, là một loài thực vật biểu sinh thuộc chi Anthurium. Chúng có nguồn gốc từ Colombia, Nam Mỹ. Đặc điểm của loại cây này là những chiếc lá thuôn dài có nhiều nếp gấp. Lá có thể đạt đến kích thước 2m khi cây trưởng thành. Giá thị trường tại Việt Nam cho một cây với 2-3 lá nhỏ dài 20cm khoảng 5-6 triệu đồng. Đối với những chiếc lá Anthurium vetae trưởng thành có giá khá đắt đỏ, dao động từ 7.000 đến 15.000 USD một lá. Đây là một loại cây thường được ví von là đếm lá tính tiền bởi số lượng lá là minh chứng cho thời gian trồng, công sức người trồng bỏ ra cho chúng. Tên khoa học của cây Anthurium vetae được đặt theo tên của John Veitch, người đầu tiên mang loài cây này đến châu Âu vào năm 1876. Nó là một loài thực vật biểu sinh mọc trên các cây khác trong tự nhiên. Dân chơi lá thực thụ sẽ sắm ngay cho mình một cây King Anthurium để đặt cùng với Queen Anthurium, một cặp đôi hoàn hảo. Anthurium vetae yêu cầu độ ẩm cao và nhiệt độ mát như ở các vùng núi. Các nhà khoa học đã từng thử lai tạo các loài Anthurium khác với loài cây này để tạo ra các thế hệ mới mang đặc điểm lá gấp nếp của nó. Hiện nay có hai dạng của loài này được ghi nhận là thuần chủng, gồm wide form và narrow form. Bên cạnh đó, với sự chọn lọc cá thể, các nhà vườn lai tạo cũng đã phát triển được một biến thể mới với các nếp xếp khít và dày hơn gọi là super narrow form. Độ ẩm và nhiệt độ chính xác là cách tốt nhất để chăm sóc thành công loại cây Anthurium vetae. Loại cây này thích hợp trồng trong nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C, độ ẩm tương đối là 70%. Cụm hoa Anthurium vetae có màu xanh nhạt hoặc trắng kem. Nếu bạn tìm thấy một cây Anthurium có đặc điểm gần giống Anthurium vetae nhưng lá bắc của cụm hoa có màu đỏ, hồng hoặc đào thì có nhiều khả năng đây là một con lai của nó. Vẻ đẹp đáng kinh ngạc của chúng không chỉ giới hạn ở hình ảnh. Khi chạm vào, những bông hoa mỏng manh này tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho Anthurium King.
cắm trại ở nghĩa trang trong đêm giao thừa. Trong khi hầu hết các nước trên thế giới trải qua đêm giao thừa khá nhẹ nhàng, thì người dân Chile lại chọn cách đón năm mới khá rùng rợn khi ngủ tại nghĩa trang trong đêm giao thừa. Truyền thống này bắt đầu vào năm 1995, khi một gia đình trèo hàng rào vào nghĩa trang để được đón năm mới cùng người cha thân yêu đã qua đời của họ. Từ đó, tất cả nghĩa trang được phép mở cửa vào đúng 23 giờ ngày 31 tháng 12 hàng năm. Người dân thường đem theo những bản nhạc cổ điển, nến hoặc đèn đến thắp sáng tại ngôi mộ của người thân. Họ tin rằng người đã khuất luôn chờ họ vào đêm giao thừa tại ngôi mộ lạnh lẽo. Cách đón năm mới có phần quái đản nhưng ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn này thu hút rất nhiều sự tò mò của du khách. Nhổ nước bọt lên người cô dâu. Đối với bộ tộc Maasai tại Kenya, thì trong ngày cưới, cha cô dâu sẽ đích thân thực hiện nghi thức nhổ nước bọt lên đầu và ngực con gái thay cho lời cầu chúc may mắn và hạnh phúc. Phần lớn các cuộc hôn nhân ở đây là do sắp đặt và các cô gái sẽ cưới người hơn mình nhiều tuổi và chưa từng gặp mặt trước đó. Chưa hết, khi theo chồng về nhà, cô dâu tuyệt đối không được quay đầu nhìn về nhà mẹ đẻ, nếu không sẽ bị hóa đá. Cả gia đình có thể ngồi vừa một chiếc xe máy ở Pakistan. Tuy hình ảnh này rất không an toàn, thế nhưng đây lại là điều bình thường tại Pakistan, thường được đăng tải và chia sẻ trên mạng với mục đích giải trí. Vậy nhưng nguyên nhân sâu xa là do nền kinh tế quá khó khăn, khiến nhiều gia đình không có lựa chọn nào khác mới bất đắc dĩ phải làm điều kỳ quặc và nguy hiểm như vậy. Một số phụ nữ Ấn Độ có thể kết hôn cùng cây. Theo chiêm tinh học Veda, người Ấn Độ tin rằng phụ nữ chịu ảnh hưởng của sao hỏa, thường được gọi là Manglik, sẽ không có được hôn nhân hạnh phúc. Những ai bị gọi là Manglik bị cho là sẽ gây hại đến sức khỏe của người chồng. Vì vậy, trước khi kết hôn với người đàn ông nào đó, thì những cô gái này trước hết phải cưới một cái cây, để cái cây đó sẽ chịu mọi lời nguyền cũng như điều xui xẻo. Sau nghi lễ, cái cây sẽ bị cắt bỏ và đem đốt. Tàu hỏa chạy xuyên qua chung cư. Nếu có dịp đến Trùng Khánh, thì chắc chắn bạn sẽ bị sốc trước thành phố được mệnh danh là có hệ thống giao thông kỳ lạ nhất Trung Quốc này. Tại đây, hệ thống đường sắt không nhất thiết phải nằm dưới mặt đất, mà nó có thể lướt qua trên đầu bạn, thậm chí mất hút trong các tòa nhà chung cư mà chẳng có tiếng còi báo nguy hiểm nào cất lên cả. Sau khi tìm hiểu về những điều kỳ quặc trên thế giới, thì thật khó để đánh giá xem sự kỳ quặc của quốc gia nào là độc dị nhất. Còn bạn, phong tục và sự việc nào trên đây khiến bạn cảm thấy sốc nhất vậy?